Dường như chưa bao giờ các dự án âm nhạc, phim ảnh lại đổ bộ trên sóng của YouTube nhiều như thời điểm hiện nay. Nắm bắt được nhu cầu của lượng lớn người theo dõi kênh thông tin này, thì thể loại phim kinh dị có nội dung hướng tới rằm tháng 7 cũng đang tạo được sự chú ý của đông đảo mọi người. Chỉ sau 2 tuần ra mắt, hai tập phim đầu tiên của thể loại này đã thu hút 7 triệu lượt xem và con số này hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cụ thể, bộ phim có tựa đề Rằm tháng 7, series phim hài kinh dị với đề tài mang đậm màu sắc tâm linh kỳ bí với sự tham gia của một số diễn viên ấn tượng như nghệ sĩ Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, Trấn Thành, Anh Đức, Chi Dân. Được biết đây cũng chính là dự án trên kênh YouTube của diễn viên hài Anh Đức được xây dựng và hoàn tất trong khoảng thời gian hơn nửa năm. Hầu hết các cảnh quay đều thực hiện vào ban đêm và ở sâu trong rừng với nội dung đan xen giữa sự ma quái và hài hước nhằm mang tới cho người xem những trải nghiệm ở nhiều cung bậc khác nhau. Theo đó, với loạt phim này, những tình tiết phá án ly kỳ thót tim với những cảnh quay ma quái chính là đặc sản khiến cho thể loại phim này đang ngày càng trở nên thu hút lượng người xem trên YouTube.